xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của báo điện tử vtc news Thưa quý vị, tình hình tại Chasovia đang khó khăn với lực lượng vũ trang Ukraine khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công ở cả sườn phía Bắc và phía Nam. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Ukraine cũng liên tục điều động lực lượng dự bị từ các hướng khác để chấn giữ thành phố. Tuy nhiên, những điều này liệu có đủ để giữ thành phố? Trên thực tế, bất cứ ai kiểm soát Chasovia thực sự sẽ kiểm soát toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía Bắc của Donetsk. Thành phố Chasovia trên hướng Atimovsk đang là điểm nóng nhất trong khu vực. Quân khu phía Bắc của Nga đang hiện diện ở đây. Tại mặt trận này đã có những trận chiến ác liệt trong vài ngày qua giữa quân đội Nga và lực lượng Ukraine. Ở sườn phía Bắc Chashovya, các đơn vị Ukraine đang cố gắng phản công quân Nga, nhưng hầu như không đạt được kết quả tích cực nào. Ở sườn phía Nam, tình hình phức tạp hơn. Ở đó có một mạng lưới các thành trì của lực lượng Kiev cho phép quân đội Ukraine di chuyển vũ khí và đạn dược từ vị trí này sang vị trí khác việc mất Chashopja sẽ đe dọa sự sụp đổ của toàn bộ tuyến phòng thủ ở khu vực Donetsk. Bởi Chashopja đã trở thành khu vực kiên cố chính của lực lượng vũ trang Ukraine sau khi để mất Adipka. Đồng thời thực tế cho thấy sẽ không có lực lượng dự bị nào có thể thu hẹp khoảng trống ở hàng thủ. Hơn nữa, lực lượng vũ trang Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi các vị trí tiền phương. Nếu quân đội Nga giành được quyền kiểm soát Chashopja, thì con đường thẳng tới Slavyansk sẽ mở ra cho họ. Điều này có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với lực lượng Ukraine đang cố gắng giữ vững tuyến phòng thủ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Trong trường hợp mất Chashovia, lực lượng Ukraine có thể phải đối mặt với nguy cơ bị quân nga đột phá và toàn bộ tuyến phòng thủ ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng sụp đổ. Theo Sputnik, thành phố Chashovia vốn là một trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014 đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi lực lượng nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Chashovia nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut mà Nga gọi là Atemos, gần 7 km về phía Tây, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát từ tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chachokya là Kostantinovka, Gramatos và Slavyansk. Theo nhà phân tích quân sự Nga, Sergei Politaev, vị trí địa lý của thành phố khiến Chachokya trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược. Nó cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính hàng km. Ông Politaev nói với Sputnik, bên kiểm soát Chachokya nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh, và vì thế rất khó để chiếm được nó. Đây là một trung tâm phòng thủ. Bất cứ ai kiểm soát nó, thật sự sẽ kiểm soát mọi thứ, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía Bắc của Donetsk. Ở diễn biến khác, giống như Chashovya, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với tờ Bill của Đức vào đầu tháng này rằng Kharkov là một trong những thành phố lớn của Ukraine và nó có ý nghĩa biểu tượng lớn lao. Ông khẳng định Kiev đang làm mọi thứ có thể để ngăn các lực lượng của Nga tiến công và giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai Ukraine này. Việc Ukraine có thể cầm cự ở Kharkov trong bao lâu nếu vẫn thiếu sự hỗ trợ quân sự cần thiết từ Mỹ và nếu Nga đặt thành phố này vào tầm ngắm là những câu hỏi ngày càng cấp bách. Chuyên gia Jacob Parakilas nói: Với việc Kharkov cách biên giới Nga chỉ hơn 30 km, một cuộc tấn công tiêu hao đồng nghĩa với việc Moscow sẽ có thể kiểm soát thành phố này trong vài tháng. Vị trí của Kharkov gần với lãnh thổ Nga có thể trao cho Moscow cơ hội để củng cố các vị trí và hỗ trợ các lực lượng tấn công tốt hơn. Ông Parakilas nói. Quan trọng hơn. Kho vũ khí hiện nay của Ukraine đã cạn hơn nhiều so với năm ngoái. gói hỗ trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine hiện nay vẫn bế tắc tại quốc hội. Vài tuần trước cuộc tấn công mùa hè được dự đoán sắp diễn ra của Nga, nhu cầu đạn dược, phòng không và vũ khí mới của Ukraine ngày càng gia tăng. Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên của quân đội Nga nói, các hệ thống Patriot là mục tiêu ưu tiên và quân đội của chúng tôi đang săn lùng chúng theo đúng nghĩa đen. Nước ngoài nhìn thấy và hiểu rất rõ điều này. Cho đến nay, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy thành công hầu hết các hệ thống phòng không của Ukraine hiện có vào đầu năm 2022. Trước đó, TASS đưa tin quân đội Nga đã phá hủy 3 bệ phóng hệ thống tên lửa phòng không Patriot trong cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo nguồn tin, hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất nằm trong số những khí tài quân đội Ukraine bị phá hủy trong cuộc tấn công bằng tên lửa Iskander của Nga tại Donetsk. Hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander là vũ khí độ chính xác cao với tầm bắn lên tới 500 km. Đầu đạn của tên lửa có thể phá hủy hầu hết mọi mục tiêu, phá hủy hệ thống phòng không của đối phương. Iskander được trang bị tên lửa đạn đạo, dễ dàng tiếp cận mục tiêu và bất khả xâm phạm trước các hệ thống phòng không của đối phương. Mỹ đã gửi các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine vào mùa xuân năm 2023, nhưng chúng gặp khó khăn trong việc đánh chặn đạn pháo của Nga. Vào cuối tháng 3 năm 2024, giới lãnh đạo Kiev bắt đầu yêu cầu cung cấp một số lượng lớn các hệ thống phòng không của Mỹ từ các đối tác nước ngoài. Điều gây tò mò là lần này các nhà lãnh đạo Ukraine đã không còn e dè trong cách thể hiện và cũng không hề khiêm tốn về mặt số lượng. Đầu tháng 4 năm 2024, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba phàn nàn về những gì mà ông gọi là các đối tác đã phản bội Ukraine. Theo ông Kuleba, các nước đồng minh có khoảng 100 hệ thống Patriot, nhưng không muốn cung cấp dù chỉ 5 đến 7 tổ hợp. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vạch ra mong muốn của ông trong lĩnh vực phòng không. Ông Zelensky nói rằng để bao phủ hoàn toàn lãnh thổ Ukraine, cần có 25 hệ thống Patriot, mỗi hệ thống phải có 6 đến 8 khẩu đội. Mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã đáp lại yêu cầu của Ukraine tuyên bố rằng quân đội Ba Lan không thể cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không Patriot. Lý do cho điều này rất đơn giản, nước này vẫn chưa có hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa riêng. Không lâu sau, chủ đề Patriot lại được Ngoại trưởng Kuleba nêu ra. Ông đề xuất đặt những hệ thống như vậy trên lãnh thổ Ba Lan nhưng sử dụng chúng để bao phủ phần phía Tây Ukraine. Vác Sava và các nước khác vẫn chưa bình luận về mục đích quân sự này và hậu quả có thể xảy ra của nó. Trước đó, Đức đã có những phản ứng trước nhu cầu của Ukraine về Patriot. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định năng lực của nước này trong bối cảnh nguồn cung cấp hệ thống phòng không Patriot đã cạn kiệt. Về vấn đề này, Đức và các đồng minh đang tìm kiếm cơ hội mua các hệ thống này từ nước thứ ba. Cho đến thời điểm hiện tại, các đối tác nước ngoài cũng không còn khả năng hoặc sẵn sàng cung cấp trang thiết bị với số lượng cần thiết và cung cấp những hỗ trợ cần thiết khác. Hơn nữa có vẻ như họ không thực sự cứu được chế độ Kiev khỏi thất bại hoàn toàn. Kênh Crimen Queen Telegram cho biết, vào dạng sáng 17 tháng 4, các vụ nổ được báo cáo xuất hiện gần một sân bay quân sự tại thị trấn Jankoy ở phía bắc bán đảo Crimea. Nhiều tiếng nổ đã xuất hiện tại căn cứ này. Các nguồn tin tiết lộ hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga cũng được triển khai ở sân bay Jankoy. Theo tờ Kiev Independent, sau vụ nổ, một đám cháy quy mô lớn được cho là đã bùng phát tại sân bay. Sau đó, một quan chức do Nga bổ nhiệm tại bán đảo Crimea, khu vực thuộc Ukraine nhưng đã sắp nhập vào Liên bang Nga hồi năm 2014, tuyên bố đóng cửa đường cao tốc nối Jankoi với làng Pobiedne. Còn theo RBC Ukraine, hình ảnh được vệ tinh VIIRS Suomi-NPP chụp lúc 3 giờ 41 phút theo giờ địa phương đã phát hiện các đám cháy trong khu vực sân bay quân sự Jankoi. Trước đó, hồi cuối tháng 1, Ukraine cũng đã công bố video tấn công căn cứ sân bay Benbek của không quân Nga ở Crimea. Hàng loạt vụ nổ lớn làm rung chuyển bán đảo Crimea, nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở khu vực lân cận Sevastopol, Saki, Hvadiske và Feodosia. Ngay lập tức, Nga đã kích hoạt còi báo động và hệ thống phòng không. Cùng lúc đó, cũng xảy ra vụ hỏa hoạn ở khu vực Benbek. Kênh Telegram Crimean Win đã đăng tải một đoạn video cho thấy một tên lửa có khả năng đã bắn trúng một trong các mục tiêu tại sân bay này. Theo dữ liệu sơ bộ, thời điểm đó đã có 6 tên lửa bị bắn hạ, các mảnh vỡ rơi xuống khu phố Fedorivska làm hư hại 12 tòa nhà. Những tòa nhà này nằm cách địa điểm xảy ra vụ nổ khoảng 250 đến 350 mét. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn thành công các mục tiêu trên không. Những hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 17 chiếc, trong số đó trên biển đen và 3 chiếc nữa tại Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết không có thiệt hại nào xảy ra với các thiết bị hàng không. Benbeck đã nhiều lần bị tấn công trước đó. Đây là nơi đóng quân của một trong số các trung đoàn máy bay chiến đấu và các đơn vị hàng không chiến thuật của Nga. Các nhà phân tích của Defense Express cho biết nếu Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow Scarp trong cuộc tấn công lần này thì mục tiêu của họ có thể là sở chỉ huy của căn cứ không quân. Được biết, Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Bán đảo Crimea ở biển đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở hoạt động quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Trong suốt xung đột với Nga, Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí và nhân lực, bao gồm việc thiết lập vùng cấm bay do NATO thực thi trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực vì phương Tây lo ngại động thái này sẽ kéo họ vào một cuộc giao tranh tổng lực với Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo Nga coi tất cả sự hỗ trợ dành cho Ukraine là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Cuối tuần trước, Mỹ và các đồng minh đã giúp Israel đánh chặn phần lớn trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào Israel. Động thái này đã làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ và các đồng minh phương Tây có để ngỏ khả năng hành động tương tự để giúp Ukraine vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hay không? Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nêu rõ quan điểm rằng Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine. Ông Kirby cũng nêu lý do cho việc Mỹ loại trừ khả năng giúp Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Xung đột khác nhau, không phận khác nhau, mối đe dọa khác nhau. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã kêu gọi phương Tây bảo vệ Kiev như cách mà họ đã bảo vệ Israel trong vụ tấn công của Iran. Ông Zelensky cho hay, điều này chứng tỏ hiệu quả của tinh thần đoàn kết trong việc chống lại khủng bố. Israel, Mỹ, Anh, Pháp, Jordani đã hành động cùng nhau và đạt hiệu quả tối đa. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tập thể các nước phương Tây hỗ trợ và bảo vệ nước này khỏi những cuộc tấn công tầm xa của Nga. Tuy nhiên, ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, không quân Hoàng gia Anh không thể bảo vệ không phận Ukraine theo cách đó, bởi một điều cần tránh là quân đội NATO giao tranh trực tiếp với quân đội Nga. Ông Cameron nói, Ukraine nên được cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và vũ khí, nhưng việc đặt các lực lượng của NATO trong cuộc xung đột trực tiếp với Nga, tôi nghĩ là một sự gia tăng nguy hiểm khi được hỏi tại sao phương tây không thể cung cấp cho ukraine sự hỗ trợ trực tiếp hơn để bắn hạ các uav ông cameron đã trả lời rằng những gì ukraine cần lúc này không phải là chiến đấu cơ phương tây trên bầu trời của họ điều họ mong muốn và chúng ta cần cung cấp cho họ là các hệ thống phòng không chúng là những vũ khí có hiệu quả hơn